Ready? Yeah. Pumped. Everybody make man a stormer bin. No, he made them jump for a walk. Come on, come on. Tap tap, jump, jump, bam, bam. Em ơi, đường đời muôn dặm, anh muốn được cùng em, đưa vai cho em, chờ trăng lên, chờ nước rút, cho khỏi lụt lội. Hay, câu cuối, đố thằng nào con nào nghĩ ra được như mình ấy. Nó vừa thực tế mà nó vừa lãng mạn. Đúng là thơ hay. À, bây giờ mình mới hiểu rằng cái cảm giác ấy, hoan ca của người nghệ sĩ khi sáng tác ra một câu nói. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời. Này, vừa nói xấu gì về Hà Nội đấy? Bố láo ăn cắp. Mày biết mày vừa đánh ngã ai không hả? Cái mắt mũi để đâu? Ai già? Đồ này lại còn đeo cả kính ấy. Mù dở à? Hay là cận mấy độ rồi đây xem nào. Không đeo kính không có nghĩa là không có kính. Ngã lăn quay văng kính rồi. Đồng tử không giãn, chiếu ánh sáng vào con ngươi thu nhỏ lại. Lợi không đen chỉ hơi thâm và hôi mùi thuốc lá. Đấy. Mới làm cái trò gì đấy? À, em đang test qua thử xem chẩn đoán lâm sàng xem là bác có vấn đề gì không. Em thấy bác gâm hâm hay là tối qua bị chị Tú Vịt chị hành hạ cho một đêm rồi. Bố láo ăn cắp. Tú Vịt nào hả? Anh nói cho chú biết nhá, anh chuẩn bị ra mắt một tập thơ mới nhá. Thơ? Ừ, để anh đọc cho chú nghe. Ôi trời 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 trời, em không biết gì về thơ đâu, mấy khoản đấy em chịu đấy. Bây giờ bác bảo em làm gì cũng được, đi cầy cũng được, chứ đừng bắt em nghe thơ, em chịu, em xin bác ấy. Mày đúng là đầu óc bã đậu thế nhỉ. Ngu lắm, nghe thơ ấy lại có tiền nhuận tai. Tức là không phải nghe xuông mà là... tức là em nghe thơ của bác em có tiền á? Chứ còn gì nữa. Chứ sao không bảo sớm luôn. Này, người ta viết nhá, người ta có tiền nhuận bút nhá. Mình nghe, mình có tiền nhuận tai. Ui gì được. Nếu mà có tiền nhuận tai thì em nghe ngay, mấy bài cũng được. Bác cứ đọc đi. Mày ngồi xuống đây anh đọc cho mà nghe. Vâng. Nghe đây này. Vâng. Em ơi, đường đời muôn dặm, anh muốn được cùng em, đưa vai cho em, chờ trăng lên, gì? Chờ nước rút, cho khỏi lụt lội. Vừa nói cái gì? Vừa nói cái gì hả? Đưa vai cho con nào? Chờ trăng cùng với con nào? Giấu nó ở đâu? Nói nhanh lên. Trời ơi, khổ quá, làm gì có con nào, làm gì có ai, cô bị làm sao thế? Chú nhá. Dạ. Chú nói mau. Chú giấu con bé để ở đâu hả? Chú mà không nói là tôi quy chú vào cái tội độc lõa. Thế cứ vừa ra đây là nói ầm lên, chị chưa hỏi ai hiểu lầm rồi. Giữ thể diện cho anh, biết chưa? Tôi không giữ thể gì hết. Khổ quá, anh sắp nổi tiếng rồi. Thôi, như này đi. Cho em can hai bác. Nếu có gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau. Chứ bây giờ cái xóm hóm mình đã được nhận cái chứng nhận là xóm văn hóa rồi. Các bác cãi nhau ngoài đường ra cái gì? Em về trước đi. Đấy, này, chú Nhận đây. Nhớ nhá, nhớ tối nay là phải sang đấy. Con Nhuận nghe này, nhá. Có trăng lên này, nhá. Có gió mát này, nhá. Có cả đồ nhắm đấy, nhá. Anh sẽ là con trai, để chờ đến ngày mai sẽ cho vào nồi luộc. Tứ thơ này hay quá,
chắc trên cuộc đời này chỉ có một mình nghĩ ra, chứ bố thằng nào con nào nghĩ được. Ô hay, anh chưa đâm gạo à? Hả? Anh chưa đâm gạo à? Gạo à? Quên chứ. Ôi, thế có chán không cái chị lị? Tôi chẳng hiểu đầu óc anh để làm cái gì. Thôi đưa đây, chưa mua thì đưa tiền cho tôi chạy ra chợ tôi mua. Không tối bây giờ, sáng ăn có mấy củ khoai giờ đói quá cơ. Ê, em làm cái gì mà như lũ lụt đến nơi rồi ấy? Mới ngập trong nội đô thôi nhá, ngoại đô ấy là nước chưa đến đâu nhá. À mà này, hay là em chạy sang bà ngoại vay tạm đi, anh nổi tiếng là anh sẽ trả gấp mấy lần. Cái tiền hôm qua tôi đưa cho anh đâu? Tiền hôm qua... Tiền đâu? Anh nói em không được mắng anh nhé. Nói nhanh. Cái tiền hôm qua ấy anh nộp để in thơ rồi. Trời ơi, nhục chưa? Ăn còn không có là còn đã đi in thơ cơ chứ lị. Tú ơi, khổ mãi rồi. Giờ sướng là em cứ lẫn lộn thì chả hiểu cái gì cả. Suốt ngày cắm mặt vào cái mẹt cái thúng nhá, không có hiểu gì về nghệ thuật cả. Nói cho em biết nhá, anh xỉu, nông dân xỉu này nhá, sẽ thoát nghèo bằng nghệ thuật. Tôi cần gạo chứ tôi không cần thơ. Này, tôi cấm cô nhá, cô không được xúc phạm đến nghệ thuật, hiểu chưa? Mà tôi nói luôn, sang bà ngoại vay đi nhá, khi nào giàu tôi trả gấp mấy lần. Ngày xưa ấy, em xinh đẹp, dịu dàng, nết na, thùy mị, chính vì thế mà anh mới lấy em làm vợ nhá. Chứ không ấy thì chó nó cũng chê. Cái gì? Cô nói cái gì? Nói cái gì à xỉu? Hả? Biến khỏi cái nhà này nhá. Cái nhà này bây giờ là không phải là của anh nữa nhá. Anh bảo chó nó cũng chê tôi. Chó nó chê tôi thì anh ở đây làm gì? Hả? Biến không? Biến! Cút đi! Thôi đi, đừng có coi thường chồng như thế nhá. Nhà anh xỉu có nhà ông ơi. Mẹ đấy. Thế anh xỉu đang làm cái gì đây? Dạ... Chị Tú đã cơm nước gì chưa? Dạ, báo cáo mẹ là chưa mẹ. Trời nó mưa liên tục cho nên là con chưa kịp đong gạo. Mà mẹ, sao hôm nay giữa mùa hè lại tuyết rơi thế này ạ? Mấy hôm nay dở dời, người nó khó ở mệt lắm. Mẹ, mẹ cứ đi về đi để con sanh chín với cái thằng này. Chết, chị Tú này. Trời ơi, sao lại gọi chồng là thằng? Chả gì thì anh xỉu cũng là học đến lớp 6 chứ nhỉ? Trời, lớp 6 là lớp 6 thế nào? Mẹ buồn cười thật, chẳng nhớ cái gì cả. Con ấy học hết lớp 8 hẳn thôi nhá. Lớp 8 hả? Vâng. Mẹ chỉ được cái dìm hàng con thôi. Biết rồi. Con nói thật với mẹ nhá, mấy cái đứa bạn con ấy bây giờ lên ông nọ bà kia ấy, ngày trước làm sao nó học giỏi như con được. Xé vở con liên tục vì con không cho chúng nó chép bài đấy. Nhưng với con cái việc ấy nó không quan trọng. Mà mẹ sang có việc gì thế ạ? Ôi trời ơi, mấy hôm vừa rồi mưa to quá, ngập hết cả, tắc cống nhà vệ sinh thì hỏng. Mà bây giờ bố mày già rồi có giúp đỡ được mẹ cái gì đâu. Thế là mẹ sang đây bảo anh chị gọi thợ về sửa giúp mẹ. Gọi thợ về sửa giúp mẹ. Ôi trời, thôi, mẹ. Mẹ đi về đi nhá. Đúng rồi, mẹ đưa tiền con gọi đâu. Mẹ đừng đưa tiền cho cái lão này. Sao thế? Anh xỉu bây giờ lại lô đề nghiện ngập gì hả? Dạ không, nghiện ngập gì đâu hả mẹ. Mẹ đừng có nghe nói linh tinh. Con ấy là chỉ nghiện ngập nghệ thuật thôi mẹ. Trời. Anh nghiện cái này hả? Dạ vâng, mẹ cứ đưa tiền đây. Lát con gọi thợ sửa chữa cho mẹ. Con đã bảo rồi, mẹ cứ đi về đi. Lát nữa con sang con vay ít gạo về nấu cơm. Nó không có tiền năm có vay mượn gì hết nhá. Thôi được rồi, bây giờ tóm lại là thế này. Mẹ cứ đi về đi ạ. Mà tiện thể mẹ nấu cơm để cho vợ con ăn luôn bên đấy nhá. Thì mẹ thì sao? Đi về. Anh có sao ăn cơm không? Dạ con không ạ. Mẹ cứ đi về đi. Mẹ các bạn. Hả? Mẹ cho con vài 1 triệu. Con Tú nó biết nó lại mắng mẹ. Thì mẹ phải giấu cho con chứ lị. 1 triệu à? Vâng. Có đủ không? Đây. Anh giấu kín nhá. Dạ vâng. Nhớ giả mẹ đấy nhá. Được rồi. Mẹ đây. Rồi, bức tranh quá hoàn hảo. Mà tiếp theo sẽ phải làm thế nào nhỉ? Sẽ phải họp báo này, sẽ phải triển lãm này, sẽ phải thuê người giới thiệu này, vân vân và vân vân. Đúng rồi, bọn kia cũng thế thôi. Đùng một cái trở thành nổi tiếng, tranh bán hàng vài ngàn đô một bức. Lúc ấy thì
các em chân dài sẽ bu xung quanh, báo chí sẽ săn lùng. Trương Sửu, nhà thơ Trương Sửu. Mà bác vừa chào cái gì nhỉ? Nhà thơ Trương Sửu. Nhà thơ? Ừ, nhà thơ Trương Sửu. Ê, ôi, sao đây? Nhà thơ? Ừ. Hai tiếng thiêng liêng. Bây giờ nó đã gắn liền với tên của tôi. Ôi, phấn khởi quá rồi. Đây là thì tương lai đấy. Ngồi bác. À, ngồi đâu? Bác thông cảm. Nhà em ấy là đi văng rồi sofa không phải là không có. Thế nhưng mà nó không ra chất nghệ. Chính vì thế mà em dẹp hết bác ạ. Bác ngồi đấy. Mảnh ghép cuối cùng. Đấy. Chất nghệ nó phải thế. Đúng. Bác ngồi đấy. Con mắt của nghệ thuật nó có khác nha. Chắc chắn là phết đấy chứ nhỉ. Hôm nay được ngồi với cậu mà trên cái ghế đậm chất nghệ sĩ này, mình mới có một ý tưởng mà lóe lên, hay là cậu tổ chức một đêm duy nhất họa thơ. Họa thơ. Ừ. Ý tưởng lớn gặp nhau. Đúng rồi. Nói thật với bác nha, em đang mơ về cái chuyện ấy đấy. Úi dồi ôi. Vì điều này bác ngồi đây để em đi em đun nước pha ấm trà ngon anh em mình đúng uống. Đúng rồi. Mà không. Sao? Uống trà thì nó lại không ra chất nghệ sĩ. À. Rượu. Đúng. Rượu bác ạ. À. Úi dồi ôi. Nghệ sĩ nó phải có răm ba chén rượu mà. Ra từ đây nó mới thơ thế nè. Mời bác. Bác thấy thú không? Quái. Bác ạ, em nói thật với bác chứ, đợt này ấy, em mà thành tài nhé, em đảm bảo với bác ấy, em sẽ lấy luôn 5-7 con vợ nữa, cho nó đúng chất nghệ luôn. Ê, nó mang tiếng nghệ sĩ ra. Đặt lên môi chua trong cổ, đổ trong dạ dày. Nhưng mà này, làm xong thơ chưa? Dạ thơ ạ. Ừ. Dạ. Phải có đủ một chùm. Một chùm thơ ít nhất là 3 bài thì mới đăng được. 3 bài? Ừ. Thôi chết. Sao? Dạ, báo cáo với bác là thơ thì em có mấy bài rồi. Thế nhưng mà hoàn chỉnh thì em mới được có 1. Ôi sao để chậm thế, được có 1 thôi. Bác biết tính em rồi đấy. Ừ. Em là em không dễ dãi. Ừ. Và đặc biệt ấy, nghệ thuật thì em lại càng không dễ dãi. Đúng. Em có 1 rồi. Lát nữa em sẽ chạy sang mấy thằng bạn em. Em xin mỗi thằng 1 bài. Mà bí quá ấy, em là em cứ chữa luôn mấy cái bài thơ của ông Trần Đăng luôn nhá, rồi em nộp xong là em sẽ tạ lỗi với ông ấy sau. Nghe nói bác này cũng dễ tính ý mà. À đúng rồi, em gọi thằng Nhặng sang. Thôi, mình đi vào cái vấn đề chính đi ha. Chính là cái gì ạ? Thơ đầu tư. Chi phí, kinh phí, đầu tư. Tiền chứ gì ạ? Ừ. Tiền. Chuẩn quá. Ừ, sao đấy? Cậu muốn nổi tiếng cũng phải đầu tư. Mình phải thuê hội đồng giám khảo này, hội đồng nghệ thuật này. Mình phải PR, quảng bá hình ảnh. Nó mới thành công được chứ. Ôi bác ơi, nói thật với bác chứ, bác nói thế em ù hết cả tai. Trong nhà ấy, em vét hết rồi. Vét sạch chanh xanh. Vét... Ấy, bác ơi, em xin bác. Gồm anh em mình đã đồng hành với nhau một đoạn đường dài như thế rồi. Bây giờ bác bỏ em giữa chừng thế này thì em chết. Bác cứ bình tĩnh, bác ngồi xuống. Thôi thì bây giờ thế này vậy, bác cứ ghi vào sổ nợ cho em nhá. Xong là cứ hàng tháng ấy, em sẽ mang tiền đến em nộp cho bác. Bác tính luôn cả tiền lãi. Tôi thấy cậu là cũng là một người có tình yêu vô bờ bến với nghệ thuật. Và tôi cũng như vậy. Chính vì thế chúng ta là đồng cảm, cùng giao thoa với nhau về nghệ thuật đúng không? Cho nên là tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Tôi đã viết cái tờ giấy này, này. Giấy vay tiền. Còn số tiền bao nhiêu cậu điền vào đây, cậu ký cho tôi, rồi cậu nhớ trả. Thế là được. Thôi nhá. Mình làm nghệ thuật là mình phải phóng khoáng. Thôi được rồi. Mình phải đầu tư. Em ấy hy sinh vì nghệ thuật. Đúng rồi. Rồi. Cái như là dòng bay phượng múa nhỉ. Thôi, chăm sự em nhờ bác nhé. Được rồi. Coi như việc này chúng ta xong. Đúng không? Dạ. Bây giờ nó gác sang một bên. Đừng để kinh tế làm ảnh hưởng đến sáng tạo nghệ thuật. Cho mình xin cái bút. Bác ạ.
Nếu mà lần này em thành công ấy, em trở thành nghệ sĩ nổi tiếng ấy, cái chỗ nợ này đối với em chả là cái đinh gì hết. Chú chắc chắn thành công. Úi dồi, này, vẽ tranh là phải nhắc trẻ con, không được vẽ bậy mà bẩn hết tranh gì. Sao lại cười? Em vẽ trương xỉu này vẽ đấy bác ạ. Em vẽ cuộc đời nhá. Càng bí hiểm bao nhiêu, càng thành công bấy nhiêu. Trường phái ấn tượng, càng xem càng ấn tượng. Đúng là chỉ có trương xỉu mới vẽ được cái bức tranh nó ấn tượng thế này này. Úi giời ơi. Lúc nãy cậu bảo là em vết đi này. Cậu nhá, là cậu gian dối với nghệ thuật nhá. Cậu là không thật lòng với nghệ thuật nhá, cậu có lỗi với nghệ thuật nhá. Dạ không bác ơi, bác đừng quá lời với em như thế. Thế giờ em có lỗi lầm gì với nghệ thuật đâu. Cái số tiền này ấy, nói thật với bác là của mẹ vợ em. Mẹ vợ em mang sang đây ấy là để nhờ em gọi thợ để chữa cái ống bể phốt nó bị vỡ. Thế nhưng mà em mới vay tạm để hôm nay em triển lãm ấy, thì em mời anh em bạn bè đến uống chén bia chén rượu. Chứ nói thật với bác chứ xóm mình ấy không có bia rượu ấy, thì ai người ta đến người ta nghe thơ của mình. Được rồi. Chỗ này tôi tạm thời là thu của cậu nhá. Tiền này là tiền lên trang biểu của cậu. Được chưa? 2,5 triệu. Hay quá. Em chào hai bác ạ. Chú Nhâm nha. Vâng. Em sang đây là bởi vì sáng nay nhận lời xin nhận tay của bác Xỉu rồi. Xin trân trọng giới thiệu với chú. Đây là... Ê, trời, cái giới thiệu làm gì? Ông lại em biết rồi. Bác, nhớ em không? Ngày xưa bác với cả ông anh gọi nhà em chẳng quánh nhau vỡ đầu vì tán cái con bé ở trên xóm trên. Thế, chuyện đấy cũ bỏ đi. Rồi, thế còn chuyện nữa. Cái hồi mà bác lên Hà Nội bác làm phụ hồ ấy. Tán cái cổ vợ bác bây giờ là thờ bọn em mà gửi ở trong lên. Thế rồi. Đấy là ngày xa xưa. Thế nhưng mà cái thơ tán gái ngày ấy là bọn em gửi lên cho bác. Được rồi. Này, đúng là thanh niên trẻ cứ hay nói chuyện về ký ức nhỉ. Bây giờ mình phải nói đến thì tương lai. Này, còn muốn quay lại ký ức nhá, bảo tôi lấy cô vợ bây giờ nhá cũng không bao giờ đâu. Bây giờ tôi làm nghệ thuật chân chính rồi. Con gái chân dài theo tôi hàng mấy trăm mét đuổi đi không hết ấy. Chứ còn nói đến bây giờ nhá, thơ của tôi nhá nó bị hoành tráng nhá. Thơ của tôi là được nhà xuất bản Thực Vật là in tái bản đến 3-4 lần nhá, ra tập nào hết tập đấy luôn. Có chú Trương Xỉu biết đấy này, không phải đùa đâu. Hoành tráng, nhà xuất bản Thực Vật tái bản mấy lần chứ có gì nữa. Bây giờ anh dám anh phọt thử một bài đây xem nào. Làm thơ mà chúng bảo là phọt, người ta phải là ứng khẩu thành thơ. Anh à, ứng khẩu đấy. Nghe. Em ơi anh có tâm hồn, nhìn anh em thấy bồn chồn lòng anh. Gồm cái vần ồn mà bác gieo theo kiểu 68 như thế, nguy hiểm quá. Em nghe thế nó cứ tục tục nhá. Cậu thô thiển quá. Ui giời. Thôi, gớm em thả ở nhà em làm ruộng, cắt cỏ, vãi phân còn sướng hơn. Chứ làm thơ gieo vần như các bác em chịu ấy. Dặn mãi không ra. Buổi sáng ấy, chú nghe anh đọc rồi đúng không? Hay ngất ngây con gà Tây đúng không? Nhưng mà bây giờ anh sẽ đọc lại từ đầu để cho bác chủ nhiệm đấy bác nghe nhá. Đọc em. Đọc nhá. Đọc. Lên phải cả sen nữa à? Thả hồn mà thơ chứ. Em ơi, đường đời muôn dặm, anh muốn được cùng em, đưa vai cho em, chờ trăng lên. Rồi sao? Chết. Trời ơi, hay, ấn tượng lãng mạn, ngôn ngữ đầy tính nhân văn, ẩn dụ đầy đủ cả. Tân Yêu đây, này. Tiền của bà đây rồi. Ai, chị Thú, chị Thú. Đề nghị chị cứ để tiền. Tiền này là của chú Xỉu đưa cho chú. Ở đây là giấy vay nợ. Đây, chị đọc đi. Giấy vay tiền, tôi là nhà thơ Trương Xỉu, có vay... Bình tĩnh. Chị Thú bình tĩnh. Nghe nói dạo này chú còn giở cái trò lừa đảo, tôi không tin. Bây giờ gặp thì tôi mới hiểu. Chú thật là vô lương tâm. Cái xóm mình nó đang nghèo rồi, thế mà chú vẫn không tha. Em nói cho bác thế này nhá, bác không nên dùng những lời nói nặng nề để mà bẻ cong sự thật đi nhá. Cái quan trọng là bác phải hiểu nhà thơ Trương Xỉu đây đấy, muốn dấn thân là con đường nghệ thuật. Chú ấy có lời nhờ
thì em giúp đỡ thôi. Chú muốn nổi tiếng thì theo tôi, còn không muốn nổi tiếng nha thì thôi nhá. Chú đứng im để nghe tôi nói đã. Làm nghệ thuật là tốt, nhưng không phải ai cũng làm được. Mà nhẫn tâm đi lừa đảo người ta thế à? Ôi trời ơi, con ơi là con ơi. Mẹ cứ bình tĩnh ạ. Rể ơi là rể ơi, mơ mộng cái nỗi gì? Hóa ra là mày muốn làm người nổi tiếng à? Ôi trời ơi, mày nhìn lại nhà đi, nhìn lại vợ con đi. Rồi ôi, mơ cái mộng vớ vẩn thế à? Nhà này của ông đấy, tất cả là của ông. Ông bán đi mà đi làm thơ với cả ông Thoa. Đưa về cho mẹ tôi. Con ơi, Tú ơi, Tú vịt ơi, vợ ơi. Nói nhanh, chọn vua. Ôi giời. Xem nào. Ôi giời. Nè. Anh nông dân được mùa. Ôi giời ơi, hôm nào mà cũng như hôm nay thì đời có phải tươi không? Yep, hôm nay bác về sớm thế, đắt hàng ghê. À không đấy à, hôm nay cũng bình thường thôi. Nhưng mà tôi có cách. Cách gì? Nói nghe xem nào, hóng quá. Bởi vì cậu không cạnh tranh nghề nghiệp với tớ, tớ sẵn sàng kể cho cậu nghe. Nếu không á, tớ còn lâu tớ mới kể cho cậu cái bí quyết này nhá. Nhìn tớ có đẹp trai không? Hả? À, thế nào? Sao không dưng tự nhiên lại hỏi thế? Tớ chả đẹp trai là gì? Tây ba lô mà. Cứ đòi chụp hình với tớ này. Thế xong rồi mượn quang gánh, rồi mượn nón này. Thế là ví dụ túi dứa có 20 nghìn ấy, thì mình bán là 150 đến 200. Họ không đồng ý mua thì sao? Không mua mà được à? Không mua thì tớ sẽ đòi phí thuê quang gánh 10 đô, thuê nón lá 5 đô. Đấy còn chưa kể là cái công được chụp hình với tớ đấy nhá. Chả có cái bữa cơm nào là bữa miễn phí cả cậu ạ. Làm thế là bắt chẹt người ta đấy. Như thế là bóp méo hình ảnh du lịch nước nhà, khiến du khách sẽ nghĩ không tốt về mình đâu. Thế à? Cậu nói thì tớ mới biết. Nào tớ có nghĩ được như thế đâu. Khăm cà le lọc sọc nọt thét cà này. Cái gì thằng nào ngã đấy? Khăm cà le lọc sọc nọt thét cà này. Đang bực mình ấy, ông trông cứ thích thọt không? Ê, ông anh bất giận. Tôi xin trịnh trọng giới thiệu với ông anh. Đây là sếp của tôi, người nước ngoài đấy. Thì sao? Ông ấy chỉ muốn cho cô này đi nhờ thôi. Ê, mày quá, cho em đi nhờ vậy, em đang bội. Anh cứ ở đấy mà sửa xe đi, đến tối luôn cũng được, tôi chán lắm rồi. Nhưng mà sửa sắp xong rồi mà. Không. Nhài ơi, anh sắp sửa xong xe rồi mà. Không. Nhài ơi. Some, everybody making donuts.